Đó, bây giờ là mình sẽ con ốc. Tâm bỏ đây nè. Ăn đi. Xin nghe coi, để lên mà ăn gì? Ăn gà. Bằng bánh lăng. Nói lớn lên một lần nữa coi ăn cái gì? Bằng bánh lăng. Còn cậu sẽ ăn chay. Cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho cả nhà thêm một cái món ăn đặc biệt, đó là cái món cua cùng cả nhà. Đó. À, mình sẽ đi mua một ít cua về để mà mình sẽ hấp với bia nha các bạn. Đó. Thì cua ở đảo mình rất là nhiều, với lại rất nhiều loại cua. Thì một là mình sẽ hấp với cua đèn hoặc là mình hấp với ghẹ biển vậy đó. Thì mình sẽ hấp chung lại nhau rồi để mà mình thưởng thức một cái hương vị như nào. Bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta đi bắt đầu mua ghẹ về mà mình hấp nha. Mình vừa mới đi mua xong rồi cả nhà. Nói chung là đây là cầu cảng của nhầm của hòn mình đó, rất là nhiều các bạn. Thì hôm nay thì mình xin mời cả nhà cùng với mình thưởng thức cái bọc ghẹ này nha, như thế nào nha cả nhà nè. Nhiêu đây là cả nhà biết sao? Đây là có 50 mấy ngàn. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Ghẹ quá trời nhiều luôn mọi người. Nó có cua đèn với lại rất là nhiều thứ trong này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi hấp nó lên rồi thưởng thức ngay tại sàn nha. Đây là ghẹ đèn nha mọi người. Còn đây là cua. Cái hình này là cua. Rồi bây giờ mời mọi người chuẩn bị chúng ta đi ướp nha. À, lộn đi. Mình đi rửa cho sạch sẽ nha, bắt đầu mình làm nha. Đây là ốc nè, ốc này là mình lấy đứa cháu mình đó. Nó mới bắt về. Đây. Đây là những cái cháu mình nó bắt đi cho mình nè. Đó, những cái cháu này thích bắt lắm. Rồi, giờ mình đi chế biến nha mọi người. Sẽ rửa sạch sẽ, bỏ vô cái nồi đó mình làm hấp đi. Đó, bây giờ là mình sẽ rửa cho sạch sẽ nha mọi người. Rồi, rửa đi. Rồi, đổ nước ra đó, rửa thì con này rửa từ từ thôi. Nó cát rồi. Cắn ở đâu? Nó ngủ rồi. Nhà thấy cạn bụi không? Vậy cạn bụi luôn. Không nha, đây là cúm đó. Gàn cua này là cua tươi nha. Con nào cúm? Là sáng sáng đàng hoàng nha. Đây có con cua anh Bảo đang, đây con cua anh Bảo đang đọc đẹp rồi. Cúm đó. Đây là con cúm nha mọi người. Con gà không bao luôn mọi người. Đây là gà đen. Con này là trong em lên nó hay bơi lắm. Bùng chứ phải đen. Con dưới bụng đó. Cái này là ở đảo rất là
sạch sẽ, mọi người nói chung là đảo mình họ. Con này đẹp, họ bắt không đau lắm đâu. Này cả nhà thấy không? Nó giống như cái bông tâm. Nắp bia. Không muối tay. Nắp bia. Ơi. Rồi đổ nước ra đây, Dạ dạ dạ. Chắc từ từ ra đây, rồi rửa thêm miếng nữa ha. Bảo, đúng nước bảo. Đổ từ từ cho khán giả xem ơi. Đúng rồi đó, rồi rửa đi, sắp sắp cái bụng mới dơ lắm á. Rồi ra rửa cái tháo luôn nha. Rồi rửa đi, rửa cho khi nào nước nó đục luôn. Rồi rửa đi, rửa nước ở đây đổ lên. Tào lao. Mọi người ơi, bây giờ là mình chuẩn bị bắt đầu mình luộc nha. Nè mọi người. Đó, bây giờ là mình sẽ luộc cái nồi này lên đây nha mọi người. Sẽ luộc cho cái bếp ga mini này nè. Rồi, hôm nay ăn một bữa mình chưa, mình không ăn cơm luôn. Nên hôm nay mình sẽ thưởng thức cái món này. Vậy lại mình sẽ đổ ốc vô nha. Giờ mình đổ ốc vô nha mọi người. Đổ ốc vô gặp chung luôn. Luôn đi. Okay. Mình sẽ ăn chung với ghẹ. Đó, giờ mình sẽ đổ bia vô ha. Giờ mình bắt đầu mình sẽ khui bia. Mình khui bia vô mình đổ nửa lon thôi mọi người. Mình hấp là hấp nửa lon đây nha. Có hấp nhiều quá mọi người. Đó rồi. Rồi đây lại đi, đây đây. Rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ lên lửa nha. Không làm cái gì đó. Hả? Làm gì không ngủ. Rồi tắm bữa đi, Bây giờ là mình bắt đầu hấp nha mọi người. Mình bỏ bia vô nè mọi người ơi. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ chờ trong vòng cỡ 20 phút đi. Hấp trong 20 phút rồi đầu cái mình thưởng thức nha mọi người. Thưởng thức ngay chỗ cái sàn mà mình đã từng quay cho mọi người xem nha. Đó. Còn nửa lon bia đâu rồi? Nè mọi người, còn có nửa lon bia. Thôi mình uống trước để em nhấp môi nha. Ngon quá. À, lần sau mình sẽ gửi tặng cho các bạn một cái món ăn, đó là mình sẽ để sẽ bỏ cái dầu ăn đó các bạn vô đây nè. Để mà mình sẽ bỏ gà lên đây. Hoặc là thịt gì đó để mình chiên lên. Nói chung đây sẽ là một cái nồi. Nói chung là sẽ là một cái món ăn rất là đặc biệt đối với mọi người nha. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà bắt đầu thưởng thức ghẹ hấp này của mình nha. Bây giờ trước khi mà thưởng thức thì mình sẽ đi làm nước chấm để mà mình ăn mọi người. Tuyệt vời lắm các bạn ơi, đã lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ coi thử cái nồi này nó chín tới đâu nha. Rồi. Wow. Sắp chín rồi mọi người. Là sẽ cố gắng hấp thêm trong vòng 5 phút đi ha. 5 phút thôi. Giờ mình sẽ thấy cái con ốc này cả thứ ngon. Giờ mình sẽ coi con này chín đi ha. Chín rồi đó. Chín rồi. Nóng lắm các bạn ơi, nóng lắm. Ốc này nó chín rồi. Mình hấp gì đây, mình hấp gì đó là chín rồi nè. Rồi. Quá trời. Nóng quá các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ mời mọi người cùng nhau thưởng thức dưới mình cái món ghẹ hấp này nha. Bây giờ mình mở ra mọi người. Mình mở ra nha. Nè các bạn. Rồi. Hấp rồi đó bạn. Nó chín rồi đó cả nhà. Giờ mình đổ ha. Rồi. Wow.
nhà ơi, bây giờ là mình sẽ mời cả nhà cùng nhau thưởng thức với mình cái món ghẹ hấp ngày hôm nay nha. Mời các bạn. Rồi, vô đi các bạn nè. Tâm bỏ đây nè. Ăn đi. Ăn đi em ơi. Ăn đi anh em Phúc. Cái này có hai. Cả nhà ơi, bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức cho mình cái món ghẹ hấp bây giờ nha. Cái càng nó bự quá cả nhà. Càng nó bự ra, cái càng quá chứ bự. Nhớ là cái con này nè. Đó, cái càng khổng lồ rồi. Chìm lấy hả? Trời. Đây coi. Đây cái gì? Cái thằng cậu. Rồi. Để cái tâm ở đây. Ơi, từ từ. Nóng quá cả nhà, nóng quá nè. Mời cả nhà thưởng thức cho mình cái món ghẹ này nha. Trời ơi, quá trời cái càng. Không sao chứ ăn. Mời cả nhà nha. Trời ơi, quá trời ngon cả nhà. Trời ơi, quá trời ngon các bạn nha. Nói chung là còn rất là nhiều. Nó nóng nha. Trời ơi, các bạn thấy không? Bự kìa, đâu ơi. Này cái nhà ai bự kìa không? Chinh lấy ơi. Bẻ ra đi. Nói chung là lần đây là mình hấp bia mà mình ăn ở cả nhà. Hấp bia cũng tầm cỡ trên 20 mấy phút rồi. Đó, nó ra như vậy nè. Quá trời ngon cả nhà. Này nhỏ cháu nó cho mượn. Cái nhà rất là ngon nha cái nhà thấy không? Đây là cua mà ở đảo mình. Đây là rất là tươi nha. Tại vì mình đi lên cầu cảng mình chơi đó, đầu cái mình thấy cái mình mua về và mời mọi người thích cho mình luôn. Xin lỗi nha, tại trời nóng quá mồ hôi luôn. Này cả nhà. Cháu thấy mình cuốn được. Chạy đó đi cả nhà, cái con quạo. Anh nào mới đứa cày quá kìa. Rất là nhiều cua nha cả nhà. Đây. Rồi con này nè. Trời ơi, nó bự ghê. Con này cũng cúng nha, con này cũng cúng nha cả nhà. Đây, ăn ốc đi mọi người ơi. Có cua rồi mọi người ơi. Trời ơi trời. Cái con này là con cúng nha cả nhà, mình đừng nó theo mình nhảy thì đừng nên ăn cái mình. Trời ơi. Quá trời ngon cả nhà ơi. Nói chung á, ăn uống mà có các cháu các con này mình cũng vui. Rất là hạnh phúc. Và có mấy đứa nào mà nó hay đen ké cả nhà. Có cái ghẹ này cả nhà. Ở đảo mình á là nó bán có 30.000 ký ha. Còn cái loại ghẹ đèn này nè. Đây, cái loại ghẹ đèn này nè. Là nó bán ở mình nó là bán 50.000. Mình mua có nửa ký à. Nè. Đây là cái đèn nha cả nhà, đây là cái ghẹ đèn thấy không? Nhìn cái này giống cái bông cái lỗ tai không? Nè. Cái bông cái lỗ tai không? Dài dài không? Đây là cái ghẹ đèn nha. Còn đây là cua. Cua mà người ta đánh bắt cái này kia cả nhà. Thì loại này là người ta bán 1 ký là 30, còn loại này ta bán 1 ký 50. Tổng cộng là 52.000, 55.000 chứ. Quá trời ngon cả nhà. Thôi giờ mình ăn nha. Đập đi mấy này, đập đi lấy mấy cái cua mấy này nè, con lấy quay đập quá. Kiếm con ốc ăn này. Đập cái này. Chắc ghê trời. Cua này nó chắc lắm nha mọi người. Cái ghẹ này rất là chắc nha. Trời ơi. Nè. Ơi bị nó cắt gì vậy? Nó giấu má xong vậy. Để đi. Đám con này gồm nó đem được bắt con. Hào đây lấy lấy. Cái này là cái con hào đó cả nhà. Nó thì ngon rồi. Con hào. Được không? Tao ăn bữa tao.
cái ghẹ này nó rất là tươi nha cả nhà, nó không có ương gì hết nha. Ương cái số lượng ương rất ít, chỉ có dưới 100 thôi. Thật sự rất là ít ương, ít ương. Tại cua này là họ bắt tới buổi chiều luôn, họ đem lên luôn. Rất là ngon cả nhà. Chiều chiều mà mình thưởng thức cái cua hấp này á. Ngon ghê. Nói chung là Sinh còn rất là nhiều đồ ăn mà mình muốn gửi tặng đến cho tất cả mọi người ở đây đó. Thì cả nhà ơi, nếu cả nhà thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Sinh nha. Nói chung là kênh của Sinh có rất là nhiều hải sản cay quá sốc luôn. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh của mình nha, để mình có động lực để mình phát triển nhiều hơn. Nói chung là hải sản rất là nhiều, không quay hết đâu mọi người, thật sự rất là nhiều. Thì mình nói vậy thôi chứ thật sự ra nhiều thi á cũng quay hết rồi cũng không. Hải sản mà. Ngon. Trời ăn giống thịt gà trời, ngon rồi. Ăn nó giống thịt gà. Muốn ăn sao nó cay dữ. Cái miếng gạch của ghẻ đèn không cần cả nhà. Trời ơi. Quá ngon cả nhà. Cái miếng ghẻ gạch này ngon ghê. Con này làm gì có thịt mà tôi quay quá hay vậy. Trời. Hai ba con. Gạch quá trời ngon luôn trời ơi, gạch ngon quá cả nhà nè. Quá trời ngon cả nhà. Trời. Gạch ngon lắm cả nhà ơi. Ừ, gạch quá trời tuyệt vời cả nhà ơi. Mình bỏ cái nước chấm này vô ăn dễ ha. Bi thật là quá đã rồi, bi ngon quá. Ngon luộc không? Ngon luộc chắc. Nó làm chắc lại cậu. Đúng rồi, chắc. Nó làm chắc thật lại ngon. Ngon luộc có thể nó lỡ ra. Hấp này hấp ngon lắm mọi người. Ăn cái mình đi con, cái mình ngon không có dở đâu. Tại sao mình hấp lại, mình hấp cái thịt nó ngon mà không? Mình không dám ăn cái mình của nó, tại vì cái loại này á, mà cái loại cung của mình ăn vô á là nó sẽ say á mọi người, nên mình chỉ ăn cái mình thôi. Nên mình chỉ ăn cái gạch đó thôi. Giờ cứ ăn cái say luôn. Cái loại này nó chắc mọi người nè, cái thịt này là rất là chắc nha.
cua của mùa này rất là chắc, thì theo mùa đó nha. Ốc đó ăn đi, ăn mặn phải không? Ăn mặn thì càng quá trời. Mấy đứa ăn cái càng dữ cả nhà, giờ còn cái mình không à? Nhỏ ăn càng dữ. Ngon ghê. Mùa này á, mình cũng tưởng đâu á là mua cái con cua này về á, con ghẹ này về á là nó bị ương hay thúi vậy. Ai vậy, ngon ghê. Xuyên đáng đồng tiền. Trời. Cho em 2-3 con ốc không quay. Cho đây mấy con ơi. Cả nhà ơi, quá trời ngon cả nhà ơi. Nói chung là dạ mùa này rất là ngon và chắc, thịt của nó ngon hết sảy luôn cả nhà. Các bạn ơi, thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ cho kênh của Sinh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Quá trời chắc cả nhà ơi, lò này chắc quá ngon, ăn giống như thịt gà đó. Tạm biệt mọi người nha, bye bye. Đi ướp ốc nha mọi người. Dạ. Mình mua hàng ốc giá. Giờ mình mời cả nhà đi ướp bia nha. Thì thử cái ốc này ngon nào. Bự. Ô, con mượn cái rồi. Dòng nắp lên cả nhà. Đó. Đó, hấp nửa lon đây, còn nửa lon nè. Còn nửa lon cậu uống đi. Đây mình nắp xong rồi mọi người, đây là để ăn nha, chứ không có mình chưa có để quay đâu mọi người. Đây là mình chỉ thử thôi, dùng nhìn rất hấp dẫn nha. Rồi đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái món ăn này sau nha cả nhà. Bây giờ mình chỉ cho cả nhà biết sơ qua về nó vậy thôi. Để nắp bia nè, đó, thấy chưa?